Ông cảm thấy Chung Ly này có đáng tin không? Chung Ly đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều việc. Ông Từ, lập tức thông báo tin tức này ra ngoài, nhanh chóng làm chuẩn bị. Chung Ly gửi tin vào thời điểm quan trọng này, tình trạng cô ấy chắc rất nguy hiểm. Chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ cô ấy. Thời gian cấp bách, nhân viên điện báo lập tức gửi tin báo. Dạ. Gửi điện báo mật. Chung Ly là kẻ địch của chúng ta. Phải nhớ cho kỹ, mỗi một chữ đều dùng mật mã. Có gì vậy? Lỡ cô ấy bị kẻ thù nghi ngờ thì chí ít cũng có thể mê hoặc kẻ thù được một lúc. Sao lại như vậy? Thực ra đội Đăng Phong đã phạm tội gì? Thả nhiều kẻ có tội như vậy không bắt, mà lại giết hại những bá tánh yêu nước vô danh ở đây. Không biết những đội viên của đội Đăng Phong có an toàn không? Chung Ly, cậu ngồi đây làm gì hả? Sao vậy? Sao lại bị sốt rồi? Mà đứng dậy đi. Đừng lo cho mình không sao đâu. Dạo này cậu cũng rất mệt, về nghỉ ngơi đi. Mình không sao. Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ kìa. Mình nấu chút gì cho cậu ăn nha. Mình không muốn ăn. Cậu sao vậy? Cậu không nói mình cũng biết. Tính cách cậu lương thiện nên xót thương đội Đao Phong. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Thật ra mình cũng không đồng ý. Có vài người trong số họ cũng chỉ là mấy đứa nhỏ. Có lẽ bản thân họ cũng không biết họ đã làm gì sai trái. Thì đã như vậy, còn nhớ lại nói của Tiền Xuyên từ lúc trước không? Đây là chính trị. Lúc trước khi chúng ta còn ở lớp đặc huấn đã được dạy, không hỏi han, không do dự, không chống lệnh. Cậu muốn nói gì với mình? Mình muốn khuyên cậu, ở thời loạn thế này, đừng đặt tình cảm vô chỗ không cần thiết. Mình thật lòng muốn tốt cho cậu. Giờ này tâm trạng của cậu vô cùng bất ổn, hôm qua còn cãi nhau với La Giật Phi nữa. Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ, mình thật là lo lắng đó. Lo lắng cái gì chứ? Tại sao tất cả mọi người đều chống đối mình vậy? Không có chuyện gì là không khó khăn hết. Cậu không cần bi quan như vậy đâu. Trải qua nhiều chuyện, không phải cậu đều vượt qua sao? Đừng quá ngây thơ nữa. Mình vốn không biết mình nên làm gì nữa. Rất đơn giản, kêu chúng ta làm gì thì chúng ta làm như vậy. Bởi vì trên thế gian này vốn dĩ không phải là thế giới mà cậu muốn cứu muốn giúp ở trong mơ. Cậu thay đổi rồi. Thay đổi không phải là việc xấu. Dứt bỏ một vài thứ là để có được thứ mà cậu càng quan tâm hơn. Cậu về đi, mình không sao đâu. Không được, mình muốn ở đây bộ cùng cậu. Bộ phim được thực hiện bởi phim.media. Mình muốn được chúc các bạn xem lúc phim vui vẻ. Được rồi, không sao đâu. Thank you.
Anh kỹ tính quá, đeo cả cái này nữa. Trời ơi, đúng là vừa mềm vừa ướt nha. Anh có biết đây là thuốc độc không? Dĩ nhiên anh biết. Cho anh, nhanh lên. Anh làm vậy quá mạo hiểm, chúng ta bỏ cuộc đi. Nếu em không chích thuốc cho anh, lúc thuốc có tác dụng anh sẽ nói tất cả bí mật. Vậy là hạ nhân sẽ chết uổng phí, người về việc của chúng ta đều bị bại lộ. Tất cả những gì chúng ta làm đều uổng công vô ích rồi. Lỡ như anh không tỉnh dậy nữa thì em cần phải dũng cảm kiên cường đi tiếp. Hành động tiêu diệt của chúng ta lần này có phải làm hơi quá đáng một chút không? Đa số những người bị bắt về đều vô tội, con cảm thấy mức độ liên lụy quá nhiều. Có tên loạn đảng nào bị bắt mà không nói là mình vô tội chứ? Khả năng phán đoán tối thiểu mà con cũng không có sao? Nhưng trong số những người chúng ta bắt về, rất nhiều người là người thân của nghi phạm, họ đều là những phụ nữ và trẻ em. Bây giờ con là sở trưởng duy nhất của đội hành động đặc biệt, tất cả mọi người đều đang nhìn vào con. Con không nên làm theo cảm tính. Tuấn Phong à, khoảng thời gian gần đây con bị làm sao vậy chứ? Ngẩng đầu lên đi. Ta hỏi con, có phải con vẫn còn là người mà cha nuôi tin tưởng nhất không? Đương nhiên. Con nhớ cho rõ, bất cứ cuộc đấu tranh chính trị nào cũng đều phải cần đổ chút máu tươi. Nhỏ không nhịn, ắt hư việc lớn. Bây giờ ta chỉ cần con đứng ở bên cạnh của ta, không vì chính trị mà chỉ vì ta, con có thể làm được không? Con làm được. Tốt. Bây giờ ta cần con đi làm việc này theo yêu cầu của cấp trên. Trời, chính quyền không phải là phần tử tạo phản. Con đừng quên thân phận của con là gì. Phải, có một số người là bị xử quan, có một số người không phải là bị hàm quan. Như ông ta, thân với kẻ thù, ông ta chính là quả bom hẹn giờ. Ta biết quan hệ của hai người rất tốt, con không đỡ tra tay có đúng không? Con không tra tay được, lập tức cử người khác đi. Việc này con có thể làm được không? Làm được. Bà nuôi, con biết thân phận của mình, con biết con phải làm gì. Nhắc lại mệnh lệnh. Ám sát Triệu chính quyền. Đi đi. Sở trưởng hả? Tôi đã chuẩn bị vũ khí cho anh rồi. Tại sao anh biết tôi đi làm nhiệm vụ? Hồi nãy có điện thoại. Đây, kiểm tra lại đi. Không thành vấn đề. À, sở trưởng hả? Cẩn thận nha.
Bộ phim được thực hiện bởi phim.media. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cha không sao chứ? Trời ơi, không sao đâu. Con mở trói cho cha. Nguyệt Nhi, đừng sợ, lùi về phía sau. Tại sao các người không thể tha cho tôi chứ? Hả? Bây giờ tôi không có thời gian giải thích với ông. Đưa súng cho tôi. Dù tôi có chết cũng tuyệt đối không thỏa hiệp với các người đâu. Tôi không thỏa hiệp. Ông bình tĩnh đi. Tránh ra! Nhìn, tránh ra! Tránh ra! Cha ơi! Cha ơi! Đi! Tha hộ đi đi. Cô có thể giết tôi, nhưng mà
xin cô hãy tha cho họ một con đường sống. Họ là những người vô tội. Họ là ai? Cô giả bộ cái gì chứ? Không phải các người tới đây để đối phó với họ sao? Chồng của họ, cha của họ đều đã bị các người bắt giết hết, chỉ còn lại đám phụ nữ và trẻ con này thôi. Lẽ nào các người còn phải đuổi cùng giết tận, không để cho họ một con đường sống thật sao? Dẫn tất cả họ đi theo tôi. Không có thời gian đâu, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh đi. Đi, đi theo, đi theo. Quỳnh Di à, Quỳnh Di, đi theo cha. Nhanh lên, nhanh, nhanh lên, mau lên, nhanh lên, mau đi theo, nhanh lên. Thật ra em là người thế nào? Thật ra em là người như thế nào? Bây giờ ngay cả bản thân em cũng không biết được. Hạ Tuấn Phong, cả anh và em đều biết Triệu Chính Quyền chỉ thân với Cộng sản mà thôi. Hai người là bạn bè, anh càng phải hiểu ông ta hơn em. Là chúng ta đã hại một nhà ba người họ mãi mãi không thể đoàn viên được. Anh nhẫn tâm nhìn đứa trẻ này mất cả cha lẫn mẹ hay sao chứ? Tuấn Phong, muốn giết thì cứ giết tôi. Thả họ đi. Cha ơi. Nguyệt Nhi à, cô đừng sợ. Dù cho người nhà của họ theo khuynh hướng chính trị gì, họ cũng vô tội mà. Một anh hãy tha cho họ một con đường sống. Mạng của tôi, anh cứ tùy ý xử lý. Coi như em cầu xin anh đi. Anh là người, không phải là ác quỷ. Thả họ đi đi. Anh có thể tới chậm một chút mà. Mạng của những người này đã không còn ở trên đời này nữa. Làm một chút việc tốt đi. Em cho rằng dựa vào sức mạnh của mình em có thể đưa họ rời khỏi đây à? Em không hiểu anh đang nói gì. Anh ta có phải thành phần phản động hay không? Tôi biết rõ hơn em. Dù tất cả bọn họ đều là phản động, tôi cũng chỉ cần mạng một mình anh ta. Tôi ở bến tàu Trung Loan đã sắp xếp một chiếc thuyền cho anh. Tôi không biết có nhiều người như vậy, chỉ có thể ở đáy thuyền chịu chật một chút, đi khỏi Giang Châu rồi tính. Thời gian gấp gáp, chỉ có thể chuẩn bị như đây. Tuân phục. Thời gian không còn nhiều. Lấy xe của tôi rồi đi tới bến tàu. Để chìa khóa bỏ trong hầm thư tại bến tàu. Tôi sẽ tới lấy. Cảm ơn anh. Hẹn ngày gặp lại. Hãy tin rằng trên thế gian này
cuối cùng sẽ có một ngày mưa tạnh trời sáng. Bảo trọng, đi đi. Đi, chúng ta đi thôi. Đi, Bảo Linh. Đi, Bảo Linh, Bảo đi thôi. Tôi chưa từng gặp em ở đây. Bảo trọng. Cảm ơn anh. Em cảm ơn cái gì? Ở trong mắt của em, tôi không phải là một tên ác quỷ hay sao? Em... Đừng nói gì cả. Bây giờ em không muốn nghe gì hết. Em biết bây giờ anh vẫn hận em. Em không giải thích, càng không hối hận. Anh đang gạt người gạt mình. Trái tim anh đã nói cho em biết tất cả rồi. Anh đang đưa em đi đâu vậy? Em đừng hỏi nhiều nữa, tới nơi rồi em sẽ biết thôi. Làm gì mà bí mật thần bí quá, nói em biết đi. Tới rồi thì sẽ biết thôi. Anh không nói em sẽ giận đó. Nè, tặng cho em một món quà. Ê, hey, cuối cùng, ở trước khi con chúng ta sinh ra, anh đã mua được nó rồi. Sao hả? Hả? Đẹp quá đi. Đi, đi coi thử. Ê, đừng vội, từ từ thôi, từ từ. Từ từ, từ từ. Wow. Căn nhà này đẹp quá đi. Đây là cái gì? Đây là bàn trang điểm phải không? Bàn trang điểm này đẹp quá. Em chưa bao giờ thấy bàn trang điểm nào đẹp như vậy. Media. Chúc các cái này xem phim vui là hãng của hoàng gia Anh Quốc đó. Nè, ngồi xuống thử xem. Bàn trang điểm này là anh nhờ người ta lấy quan hệ đem từ Anh Quốc về để cho em. Một người phụ nữ có một cái bàn trang điểm như thế này thì sẽ càng khiến người ta yêu mình hơn. Anh tốt với em quá. Em cũng rất tốt với anh mà. Ai kêu em là mẹ của con trai anh chứ? Sao anh biết là con trai chứ? Ồ, được. Ha. Sinh một đứa con gái cũng được. Sinh một đứa mặt mày xinh đẹp giống như em, cũng thông minh giống y như em. Ha. Ghét quá. Nào, cho anh nghe thử. Bây giờ còn chưa có động tĩnh gì đâu. Ê, nghe thử xem nào. Con trai. Con trai. Gọi ba đi. Có nghe thấy không? Hả? Chuyện điều đi em suy nghĩ sao rồi? Em còn chưa nghĩ tới. Em muốn ở gần anh thêm nữa.
Ê, em cứ để anh lo hoài, nghĩ mau lên hả? Nghĩa Sơn, anh đừng tham gia chính trị nữa được không? Chúng ta có thể kiếm một nơi yên tĩnh để sống, cùng nhau kéo chạy xa bay. Nói nghe dễ thật hả? Vừa mua xong căn nhà, chạy đi đâu? Em sợ lắm. Có gì đáng sợ, có anh ở đây, sợ cái gì chứ? Chính trị của ta có cỡ nào cũng không tới trên đầu của em đâu. Không phải em sợ chuyện này, dù anh không có tiền, không có nhà cửa em cũng chịu mà. Em chỉ muốn được sống một cuộc sống ổn định. Hơn nữa bây giờ chúng ta đã có con rồi, chúng ta phải nghĩ cho nó chứ, cho nó một gia đình ổn định. Ê, đúng rồi, đã nói với em nhiều lần rồi. Con chuyện chính trị này không phải muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống. Đừng có nói những lời giải khờ nữa. Chuyện của chúng ta đừng để cho bất kỳ ai biết được. Coi như là vì anh đi hả? Em đừng suy nghĩ nữa, cứ lo dưỡng thai đi. Em đó ngoan ngoãn ngồi yên, xin cho anh một đứa con trai, thì em chính là đại công thần của nhà họ Cao. Cao Nghĩa Sơn này sẽ lo cho em suốt cuộc đời, cảm ơn em suốt đời hả? À, phải rồi. Anh có chuyện gấp, anh phải về trước. Ê, tạm biệt nữ chủ nhân. Trước khi con tới nhà của Triệu Chính Quyền, đã có người nhanh chân tới đó trước. Là đội phi ưng của bộ quân chính sao? Không sai. Quả nhiên ở trong nhà của Triệu Chính Quyền chứa chấp một số quá phụ và cả trẻ em. Người của bộ quân chính có thể là nhắm vào những quá phụ và trẻ em đó mà tới, nên xảy ra xung đột với Triệu Chính Quyền. Mặt của Triệu Chính Quyền đã bị họ bắn nát, nhưng con tin đó chính là anh ta. Bởi vì trên tay có nhẫn của anh ta, con nhận ra được. Con chắc chắn người đó chính là Triệu Chính Quyền sao? Con không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng con sẽ tiếp tục tìm kiếm tin tức về Triệu Chính Quyền đến khi con đưa ra quyết định cuối cùng. Con đi đi. Tiểu Tao, anh đi xin chỉ thị đi. Tên Chu Tôn. Anh là người trong môi giới bất động sản, sao không lo làm ăn tới chỗ chúng tôi làm gì? Có phải tiểu tử anh kiếm được quá nhiều tiền tới nỗi người ta kiện anh tư thông với đội Đào Phong hay không vậy? Ơi, tôi chỉ kiếm mấy đồng tiền cực khổ thôi, chuyện chính trị tôi không hiểu. Chị tới rất đúng lúc, chị giúp tôi nói với chủ nhiệm một tiếng, nhà ông ta không có người, đồ tôi mang tới cho ông ta rồi. Là đồ gì đưa đây, tôi đưa giúp anh. Đây. Cái này. Đây là cái gì? Tôi mà anh còn không tin sao? Có biết chủ nhiệm bận cỡ nào không? Cái này là do người của bộ quân chính làm, dùng gấp. Nếu không cũng không kêu anh đến chỗ này. Nếu anh không tin thì cứ đứng đây đợi đi. Nếu làm lỡ chuyện, tôi xem anh sau này còn làm ăn thế nào nữa. Đừng. Vậy sợ chúng tôi mà. Vậy trông cậy vào chị hết đó. Còn không đi đi.
Cái đồng hồ này ấy là đồ cổ sao? Cho nên nói Tiểu Quân thật sự rất tinh mắt. Cả Giang Châu này chỉ có một bộ. Thật sao? Ê trời, phải là đại tiểu thư khuê cát như thế nào mới có thể ngồi ở đây chứ. Phụ nữ thì nên có một cái bàn trang điểm như thế này, như vậy cũng mới càng yêu bản thân hơn. Khi đã đặt mua một cái cho nhà chúng ta thì mua một cái cho em nha. Ơi trời ơi, chỉ cần là em thích chúng ta mua ngay bây giờ. Không muốn. Mua bàn trang điểm đặt ở đây có một nam chủ nhân và một nữ chủ nhân ở đây mới có ý nghĩa chứ. Nếu không thì bàn trang điểm của người phụ nữ đúng là bị ai. Ê, em đó. Em cũng không bị ai. Em có anh. Bao nhiêu năm nay chừng nào anh mới chơi một gia đình đây? Sẽ có mà. Cũng sẽ có thôi. Tâm đi, không có ai đâu. Em kêu họ ra ngoài rồi. Có chuyện gì em vui quá vậy? Em đã có nhà của mình rồi. Nhìn em vui chứ kìa. Một căn nhà cũng có thể làm em vui như vậy sao chứ? Đây không phải là một ngôi nhà bình thường. Đây là ngôi nhà mà từ nhỏ tới lớn em luôn mơ ước đó. Em hy vọng có một căn nhà của riêng mình. Thì dù chỉ có một gian phòng nho nhỏ thôi, anh và em, ngôi nhà đó là của hai chúng ta. Em khờ quá. Sau này em nhất định sẽ có nhiều hơn nữa. Không mang tới cho anh xem sao? Xem cái gì? Giấy tờ nhà. Giấy tờ nhà không phải anh đưa cho em sao? Anh đưa cho em. Để bàn làm việc của em. Trên bàn làm việc của em à? Anh kêu Tiểu Tạo mang tới nhà cho em rồi mà. Chắc tại em không ở nhà cho nên mới đặt ở bàn làm việc của em thôi. Không phải chứ, Tiểu Tạo sao lại không nghe lời anh dặn vậy? Cái gì mà không chứ, anh đừng có căng thẳng. Không phải tình báo gì mà, chỉ là giấy tờ nhà thôi. Anh vẫn cảm thấy không ổn cho lắm. Tại sao lại trên bàn làm việc của em chứ? Không có gì là không ổn hết. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, em không sợ gì hết. Cho dù anh có làm quan hay không, có tiền hay không, anh đều là cha của đứa bé mà, là người mà em yêu nhất. Nếu như chúng ta có thể đến nơi yên tĩnh, chỉ có anh, em và con của chúng ta thì tốt biết bao. Đây, lại nữa rồi. Em sợ mà. Có anh ở đây không cần phải sợ gì cả. Hả?
Được rồi, ngày mốt anh sẽ điều em làm văn thư để em nghỉ ngơi cho khỏe. Anh nói cho em biết, đợi có một ngày cục diện chính trị ổn định, sẽ thật sự có một nơi để em, anh và con của chúng ta cùng nhau tới nơi mà không ai quen biết chúng ta cả, sống một cuộc sống vui vẻ. Thật không? Thật chứ. Anh nói phải giữ lời đó nha. Không gạt đâu. Anh đưa em về. Không cần, em đi xe kéo là được rồi. Em đi ha. Hả? Tạm biệt. Cẩn thận một chút. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Mau tránh ra. Nè, từ từ thôi. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra. Nè, chậm thôi. Anh làm gì vậy? Tránh ra, tránh ra. Nè, anh à, làm gì vậy? Anh à. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tránh ra. Cho tôi xuống. Anh làm gì vậy? Cho tôi xuống đi. Làm ơn cho tôi xuống đi. Đại ca, tôi đã có thai. Tôi cầu xin anh đừng làm hại con của tôi. Tôi cầu xin anh. Tôi cầu xin anh đó. Anh muốn gì tôi cũng cho anh hết. Tôi cầu xin anh. Tôi cầu xin anh đừng làm hại con của tôi. Nhưng